Đại dương là một nơi kỳ lạ. Chúng ta thường nói rằng con người mới chỉ khám phá được 30% biển cả, còn 70% nữa là những nơi tối tăm, bí ẩn, kỳ lạ, nơi mà chúng ta không thể biết được có gì đang ẩn nấp. Nhưng mà đấy là câu chuyện của người khác, còn tôi thì là một thợ đánh cá, và giấy tuyển dụng thì đã được chấp nhận, thế nên hiện nay tôi đang nhấp nhô trên những con sóng kỳ lạ. Không lâu sau thì tất cả bị che mờ bởi một màn sương khá dày, mong là tôi không bị đâm vào bất cứ cái gì cả. Tôi tỉnh dậy một cách lạnh lẽo ở trên cái bến cảng. Có vẻ như sóng đã đưa tôi về bờ. Thị trưởng của nơi này đã đến để hỏi thăm về sự cố vừa rồi và cho chúng ta biết một vài thông tin. Đây là một hòn đảo với cái tên Greater Merrow, còn tôi thì là người đánh cá được điều đến đây. Dù vậy, phương tiện lao động của chúng ta, chiếc thuyền nhỏ bé, đã bị hỏng nhờ vào khả năng đi trong sương mù cực kỳ đỉnh cao của tôi. Tuy sau đó thị trấn đã cấp cho tôi một chiếc thuyền cũ để có thể sử dụng, nhưng đi đôi với nó cũng chính là kha khá nợ. Và thu nhập của chúng ta sẽ bị trừ bớt một khoản để có thể trả dần cho số tiền này. Nhưng không sao, lao động là vinh quang. Tất cả mọi thứ đều có thể được giải quyết nếu chúng ta có thể bắt thật nhiều cá. Thế nên hãy ra khơi trước rồi tính. Và theo như các bạn có thể thấy đấy, chiếc thuyền rất là cũ. Với tốc độ rồ bò này thì chắc chắn là sẽ không để đi quá xa. Trốn nợ là điều không thể, nên đánh cá chính là con đường duy nhất. Nhưng mà việc đánh bắt cá ở khu vực này cũng không quá khó đâu. Nếu không muốn nói thẳng ra là dễ quá chứ. Nếu thế này thì sẽ chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ giàu thôi. Tất cả những gì mà chúng ta cần phải lo lắng chính là lời nhắn về việc để ý thời gian. Tôi sẽ phải trở về khi trời đã tối và sương bắt đầu xuất hiện. Chắc là họ không muốn tôi tông nốt cái thuyền này vào cục đá nào cả. Quay lại vấn đề, sau khi đi bán những con cá đánh bắt được và trừ đi số tiền giả nợ, chúng ta sẽ có cho mình một chút lợi nhuận nhỏ. Số tiền này sẽ có thể được dùng để nâng cấp chiếc thuyền và đi xa hơn. Trời đã tối, còn tôi thì lại quyết định ra khơi. Tại sao lại phải sợ đến thế nhở? Cũng chỉ là bắt cá thôi mà. Mà bắt được càng nhiều cá thì càng nhanh hết nợ. Tại sao mấy người dân ở đây lại sợ ban đêm thế nhỉ? Tôi chả thể hiểu được. Thì công nhận là mọi thứ cũng khá tối và quá là yên tĩnh. Chỉ có tiếng của những con cá đang lặn ngụp ở dưới biển, cùng với đó là sương mù, thứ khiến tôi lâm vào cảnh nợ nần như bây giờ. Nhưng mà ngoài ra, ở phía xa còn có một vệt sáng đỏ nổi lên từ một nơi nào đó, trông có vẻ như là hướng đông. Nhưng hiện tại thì chúng ta chẳng có cách nào để có thể tìm hiểu được, nên là để sau vậy. Nhanh chóng đi vào thị trấn để bán được những gì câu được, và cuối cùng là đi ngủ. Thế là chúng ta đã sống sót qua ngày đầu tiên. Sáng thức dậy, ông chủ tiệm cá đã đưa cho tôi một yêu cầu, đó là câu cá và lươn sống ở vùng nước nông, và tôi sẽ phải mua một loại cần câu đặc biệt để có thể thực hiện. Cũng may mà đêm qua chúng ta đã kiếm thêm được vài đồng bạc. Cứ thế mà yêu cầu ngày hôm nay đã trở thành một việc dễ. Nhưng mà khoan đã, lão bán cá lại đưa cho tôi một yêu cầu khác ngay trong ngày hôm đó, và lần này sẽ là đi câu cá và mực vào ban đêm. Chẳng phải mấy ông là người đe dọa tôi không được ra ngoài khi màn đêm buông xuống sao? Thôi được rồi, bình tĩnh. Tính ra thì qua đêm cũng chẳng có gì đáng sợ cả, nên là tôi đoán sẽ không có vấn đề gì. Giờ thì chúng ta sẽ phải đi câu thời gian bằng cách đi vòng quanh và chờ đến khi đêm xuống. Sau đó là nhẹ nhàng đi tìm những bọt khí báo hiệu là có thứ gì đó để câu. Cũng khá khó khi mà tôi vẫn chưa đủ tiền để có thể sắm cho mình một chiếc đèn soi. Nhưng từ từ thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chẳng mấy chốc mà chúng ta đã tìm được mực. Giờ thì đến loại cá được yêu cầu. Trình tự thì vẫn như cũ, mày mò trong đêm tối để tìm những bọt khí. Tuy vậy thì lần này có hơi khác. Có phải là do thiếu ngủ hay không mà tôi bắt đầu nghe và nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Những âm thanh ban nãy không hề nghe thấy, hay những tảng đá đột ngột xuất hiện giữa biển. Thậm chí là những cảnh vật hình như cũng mờ hơn bình thường. Và dường như có một thứ gì đó đã lẻn vào trong khoang thuyền và làm cho chỗ cá của tôi bị nhiễm độc, bốc lên một mùi hôi cực kỳ khó chịu. Nhưng mà lại khoan ạ, tại sao mọi thứ đột nhiên lại có màu đỏ như thế này? À, mà trời đã mọc rồi. Có lẽ đêm qua chỉ là tưởng tượng do tôi thiếu ngủ thôi, chắc là vậy. Tuy vậy thì vẫn có gì đó rất thật. Còn thật hơn nữa khi đàn chim từ đâu bay đến và cướp mất 2 trong số 3 con mực tôi đã phải thức cả đêm để tìm, cộng thêm việc vẫn chưa tìm được loài cá yêu cầu. Thế nên thành ra tôi lại phải sống qua thêm một đêm nữa lặn lội để tìm những thứ được yêu cầu. Chắc là đêm tiếp theo mọi thứ sẽ yên bình, nhỉ? Không, những hiện tượng đó vẫn lặp lại. Những hòn đá nguy hiểm đột ngột xuất hiện từ hư vô, những bóng đèn chợt tắt, những âm thanh kỳ lạ. Nhưng ít ra thì chúng ta đã tìm được những thứ cần tìm ở một nơi không quá xa. Vậy nên tôi đã chim cút một cách nhanh nhất vào đất liền và thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời với mẻ đánh bắt thành công này, chúng ta đã hoàn toàn sạch nợ. Giờ thì tôi có thể tự do mà đi khám phá rồi. Tuy vậy thì đến đây là lần thứ 2 mà những hiện tượng kỳ lạ kia đã diễn ra rồi. Nó đã không còn là tưởng tượng nữa,
chắc chắn có một thứ gì đó kỳ bí ở bên dưới những con sóng này, thứ mà khiến cho những cư dân ở nơi đây hoảng sợ. Tuy chưa biết nó là gì, nhưng tôi chưa sẵn sàng để đi tìm hiểu. Những ngày sau đó chỉ xoay quanh những gì mà một ngư dân thường làm: đánh bắt cá, đánh bắt cua, đánh bắt đủ các loại hải sản và thu thập các phế liệu trôi nổi trên biển để có thể nâng cấp thuyền. Cùng với đó là giúp đỡ những người dân trong các thể loại việc vặt. Cho đến một ngày khi tôi câu được một con cá biến dạng và đem về cho lão bán cá. Lão chỉ cười rồi mổ bụng con cá để lấy được một chiếc găng tay kỳ lạ nào đó, bảo rằng những con cá như thế này không phải là quá xa lạ ở nơi đây, và nếu cứ tiếp tục đi câu thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lại bắt gặp chúng. Tất nhiên là lão sẽ trả thêm nhiều tiền hơn cho những con cá đột biến như thế này. Không lâu sau đó thì tôi được ghé thăm bởi một người đàn ông lạ mặt. Người này bảo rằng cái khăn tay mà lão đánh cá đưa cho chúng ta có lẽ là một cổ vật, và gã muốn kiểm chứng điều đó. Hắn đưa cho chúng ta một địa chỉ ở một nơi với cái tên Blackstone Isle, nằm ở đâu đó phía nam. Nó cũng không phải là xa lắm, thậm chí là ngay ở bên cạnh. Người đàn ông chào đón chúng ta và tự giới thiệu mình là một nhà sưu tầm. Phạm vi thì bao gồm tranh ảnh nghệ thuật, hiện vật, kho báu, sự thật và nói chung là những thứ kỳ lạ khác có thể gây ra sự thèm muốn. Sau đó tôi đưa ra chiếc khăn tay để người đàn ông xem xét nó. Những hình vẽ bên trên chiếc khăn tay đúng là đến từ một con thuyền đã bị đắm từ rất lâu. Nhà sưu tầm muốn tôi tìm nó, hay nói đúng hơn là tìm những thứ mà đã từng ở trên con thuyền. Thế nên đó là lý do mà tôi đang có mặt ở đây. Ông ta sẽ cung cấp cho tôi một thiết bị để có thể nạo vét những vực thẳm sâu bên dưới đáy biển. Tất cả những gì cần làm là tìm những cổ vật rồi đưa lại cho ông ta. Đổi lại, ông ta sẽ trao cho tôi những phần thưởng ngoài sức tưởng tượng. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, đằng nào cũng tiện ra biển câu cá mà. Nhà sưu tập sau đó đưa ra một danh sách những thứ cần tìm: một chiếc nhẫn, một cái đồng hồ, một hộp nhạc, một sợi dây chuyền và một cái chìa khóa. Khi về đến thị trấn, tôi quyết định tìm đến bà lão trông coi ngọn hải đăng. Bà đang ngắm nhìn đại dương suốt cả cuộc đời mình. Chắc hẳn bà sẽ thấy một con tàu bị đắm. Bà tiết lộ rằng có một địa điểm nằm ở mặt sau của Great Tamaro. Xong, tại đây cũng có một ánh sáng đỏ kỳ lạ nổi lên từ dưới đáy. Chẳng ai biết có gì ở đó, nên chúng ta phải thật sự cẩn trọng. Nghe thì cũng đáng sợ đấy, nhưng mò ra chỗ hiểm nguy có vẻ như là đầu mối duy nhất. Vậy nên tôi phải lên kế hoạch thật kỹ càng. Sau khi hoàn thành thêm các công việc vặt và thu thập được kha khá tiền cùng nguyên liệu, chúng ta có thể nâng cấp được tốc độ của con thuyền lên một mức độ có thể chấp nhận được. Nhờ thế mà tôi có thể phần nào yên tâm mà tiến ra cái địa điểm cần đến. Đấy là xương à? Và trông có vẻ còn rất to nữa. Chắc chắn là to hơn cả cái con thuyền này. Thôi rồi, bình tĩnh. Nhanh chóng tìm được thứ cần tìm. Tôi không muốn chạm mặt một sinh vật nào mà có bộ xương to như thế kia đâu. Tôi nhanh chóng tìm ra xác một con thuyền, nhẹ nhàng bình tĩnh nạo vét đáy biển và tìm được một cái chìa khóa. Có thể nói là chưa bao giờ tôi xử lý chuẩn như thế này khi nạo vét. Nhưng không sao rồi, giờ là lúc để đánh bài chuồn và chim cút ra khỏi cái nơi này. Tất nhiên là vẫn phải tiện thể câu thêm một tí lưa nữa để bán, cơm áo vạo tiền mà. Nơi ở của nhà sưu tập cũng ở rất gần. Chúng ta đưa chiếc chìa khóa tìm được cho ông, nhưng thay vì cảm thấy biết ơn, ông ta lại trông có vẻ rất khó chịu và thắc mắc rằng cái ổ khóa đâu. Làm sao tôi biết được? Nhưng ông ấy cũng tự đưa ra câu trả lời. Có vẻ như những thứ chúng ta cần tìm đã bị sóng đưa ra xa khỏi vị trí ban đầu. Người sưu tầm quyết định thực hiện một tà thuật nào đó để giúp động cơ của thuyền nhanh hơn, với một cái giá. Cơ bản là nếu chúng ta sử dụng quá nhiều thì động cơ sẽ bị liệt và tôi sẽ bị kẹt trên biển. Ok, đã hiểu. Ngoài ra thì người đàn ông cũng gợi ý cho chúng ta về một nơi ở phía tây nam với cái tên là Kale Cliff. Đây sẽ là địa điểm tiếp theo mà tôi hướng đến. Sau khi nâng cấp thêm để chiếc thuyền có một động cơ mạnh mẽ cùng với một hệ thống chiếu sáng ban đêm trông cũng khá là hiện đại, thì đã đến lúc để khởi hành rồi. Tranh thủ đi vào lúc trời còn sáng, vì đơn giản là ban đêm nó hơi rén. Khi màn đêm buông xuống, tôi đã có thể thấy được những ánh đèn phát ra từ đích đến. Có ánh đèn thì cũng đồng nghĩa rằng nơi đây có người sống. Nhưng đồng thời tôi cũng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ giữa biển. Tốt nhất là không nên tò mò. Khi thuyền cập bến, tôi được chào đón bởi một thị trấn nhỏ có tên là Ixfell. Tôi quyết định đi bắt chuyện với một người phụ nữ ở gần đó. Cô kể rằng nơi này trước đây là hang ổ của hai băng cướp biển lớn, cho đến một ngày chúng quyết định chơi nhau, dẫn đến cả hai băng đảng đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì thế chúng ta có rất nhiều con thuyền đắm ở dưới đáy biển. Dù vậy, khi đến chỗ con thuyền cần tìm, tôi đã bị cản lại bởi rất nhiều đá vụn. Chúng ta cần thứ gì đó mạnh, chất nổ chẳng hạn. Không biết là phải tìm ở đâu nữa. Khi sang đến bến cảng bên cạnh, tôi có bắt gặp một người đàn ông.
ông ta nói rằng có một người anh trai ở Ixfell nhưng giờ không dám gặp mặt vì cả hai xưa kia đã tranh cãi về vấn đề chia tài sản và ông đã cuộm luôn cái gia huy của gia đình rồi bỏ chạy. Nhưng sau đó, cái gia huy cùng toàn bộ ngôi nhà của ông đã bị sụt xuống biển do một con quái vật khổng lồ bơi qua. Ok nhá. Không phải là bởi vì tôi sợ quái vật đâu, nhưng mà kiểu đây nó không phải việc của tôi ấy. Nhưng mà đổi lại, người anh trai của ông lại có thâm niên chế tạo bom. Giờ tôi sẽ phải đi nối lại tình xưa nghĩa cũ của hai anh em để có thể thực hiện nhiệm vụ đúng không? Tôi sẽ phải đi tìm một cái gia huy ở giữa vùng biển mà có con quái vật làm sập cả một căn nhà đúng không? Tại sao tôi lại phải là nhân vật chính cơ chứ? Con sinh vật mà chúng ta sẽ phải đối mặt có hình dạng như rắn biển và thường đào những đường ngầm để di chuyển. Thậm chí nó vẫn đang đào đường đi ở bên trong những vách đá này. Chúng ta có thể nghe được những rung chấn khi nó xuất hiện. Và giờ thì tôi phải đi vào trong đó. Nó cũng có hơi rén, nhưng mà bình tĩnh, đến lúc rồi. Hiện tại thì chưa có gì cả. Chắc là chúng ta sẽ không bắt gặp cái con trời đánh đến sớm như thế đâu nhỉ. Em xin lỗi anh ơi. Thôi, không ngoảnh mặt nhìn lại nha. Tôi nghĩ là mình thoát rồi, nhưng mà cái rung chấn thì nó vẫn ở đấy. Tình hình là chúng ta phải đi vào để nạo vét đâu đó trong kia để lấy được cái gia huy của ông lão. Ý ra thì chúng ta đã biết được là nó sẽ không thể one shot được chiếc thuyền. Tôi sẽ tiến vào thật nhanh, nạo vét một cách thật gọn gàng và chìm cút. Nhưng mà nó vẫn đang ở ngay đây. Lần này nó còn quyết tâm đuổi tôi ra đến tận ngoài này nữa. Chúng ta sẽ đi vào để nạo vét cái vật cần thiết kia và sau đó là chạy, mặc dù nó có đang ở ngay sau lưng tôi. Ok, game là dễ, bây giờ thì chạy đã. Nhưng mà khoan đã. Bây giờ thì tôi lại chả thấy nó đâu cả. Tất cả chỉ còn là rung chấn thôi. Thôi thì cứ chạy trước khi nó xuất hiện. Cùng lúc đó tôi nhận ra được một điều. Trời đang dần tối và chúng ta thì sẽ không thể mò về thị trấn kia một cách nhẹ nhàng được. Những ảo giác và những âm thanh kỳ lạ bám theo tôi suốt cả chuyến hành trình, cùng với những hòn đá thoát ẩn thoát hiện. Nhưng không sao, chúng ta sắp về đến nơi an toàn rồi. Tôi đã có thể thấy được ánh đèn trước mắt. Sao cái vòi bạch tuộc này trông lạ đấy nhỉ? Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Dù là gì đi nữa thì sau tất cả chúng ta sẽ lại phải làm lại từ đầu. Đây không phải là lúc để từ bỏ. Ông cụ kia còn chưa được đoàn tụ với người anh cơ mà. Vậy nên bây giờ là lúc cho kế hoạch B. Chúng ta sẽ đi đường khác. Có vẻ như con rắn sẽ không xuất hiện và ganh chúng ta nếu không phải là bên trong những vách đá này. Thế nên hãy cứ đi đường ngoài, đừng làm gì đánh động nó cả. Nhẹ nhàng đi vào nạo vét và đi ra. Lúc này tuy là trời đã tối, nhưng con rắn thì không ganh và ảo giác thì không quá dày đặc. Vòi bạch tuộc cũng không xuất hiện để cho chúng ta chơi lại từ đầu. Không lâu sau thì tôi đã mò được về đến với thế giới loài người và không còn phải sợ nữa. Đồng thời cũng trả luôn gia huy cho người anh, rồi báo cáo với người em. Thế là hai anh em đoàn tụ sau khi chúng ta làm một vài cái việc vặt cho lão anh kia. Cơ mà nói chung là xong, và tôi cũng được trao một phần thuốc nổ free. Giờ chỉ cần quay lại để phá hủy những tảng đá vụn, rồi bắt đầu tiến hành nạo vét. Chúng ta sẽ có được một hộp nhạc. Vậy là đã xong mọi thứ cần làm ở nơi này. Đã đến lúc quay về và ship đồ cho nhà sưu tầm. Ông ấy lại một lần nữa phù phép chiếc thuyền của chúng ta và cho biết thêm những manh mối mới về một khu vực xa hơn. Nhưng tôi rén ấy, đơn giản là khi tôi đang đi farm thì bắt gặp thứ này giữa biển. Bạn có thể thấy là nó khá to và giống với bộ xương chúng ta đã bắt gặp. Tôi cũng bắt gặp nó trên đường đi khám phá vào buổi sáng. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải trốn mọi kèo đi biển từ bây giờ đến cuối đời mất. Hoặc đơn giản là tôi sẽ cần phải farm thật mạnh tay để nâng cấp chiếc thuyền. Có lẽ là khi đó sự lo lắng sẽ giảm đi phần nào. Điểm đến tiếp theo là một quần đảo xa xôi với cái tên Stellar Basin. Và ở chính giữa của quần đảo, địa điểm được lão nhà sưu tập đánh dấu, có một sinh vật khổng lồ với những xúc tu đang chuyển động. Tôi đã đọc đủ doujin để biết không nên đến đó rồi, nên đã vòng ra một tiền đồ nghiên cứu bị bỏ hoang ở gần đó. Bên trong là những thiết bị đã từ lâu chẳng ai chạm vào. Một số thì trông có vẻ là hữu ích, nhưng bây giờ thì tôi không cần gì cả. Thế nên cứ tạm thời bỏ qua đã vậy. Sáng hôm sau lại là một ngày mưa. Còn cái con sinh vật khổng lồ kia thì lại lành tính đến không ngờ. Nó vẫn chưa có một hành động nào quá đáng sợ cả. Vậy nên có thể chúng ta sẽ bình an nếu dũng cảm tiến ra và tìm vật cần tìm. Hay là ít nhất là tôi đã có suy nghĩ lạc quan như vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta bước vào vùng nước sâu ở giữa quần đảo, màu sắc trên những xúc tu đã bắt đầu thay đổi. Tôi cũng đã thấy được những thứ ở bên dưới.
Đấy là một con Kraken và nó rất là cục súc. Lập tức là những xúc tu bắt đầu cuốn vào con thuyền một cách mạnh bạo mà không từng tiếc. Ngoài ra là chúng ta còn không có thiết bị để nạo vét ở địa điểm này nữa. Vậy nên kế hoạch đã thất bại. Giờ là lúc cần phải lặng lách và đánh võng, cố gắng chạy ra khỏi đây rồi suy nghĩ một kế hoạch khác. Ở gần đó là một ngôi làng đã bị bỏ hoang, nơi mà tôi chẳng tìm được thứ gì ngoài một con chó. 10 điểm còn te đấy. Cùng với đó là xung quanh những hòn đảo này, chúng ta sẽ bắt gặp được những con quái vật kỳ lạ, thứ mà tôi cũng chẳng biết là gì. Nhưng nhìn có vẻ chúng bọc mình trong những tảng đá đen khá giống với xung quanh căn nhà của nhà sưu tầm. Nhưng ngoài ra thì bên trong quần đảo này cũng chẳng có thông tin gì quá nhiều. Có vẻ như tôi đã quên một thứ gì đó rất quan trọng. Đó là ngay từ thời điểm đầu tiên khi kiểm tra tiền đồn, chúng ta tìm được một lá thư về việc rút lui đến một pháo đài nào đó, và nó cũng khá là dễ tìm, thậm chí là ngay bên cạnh quần đảo luôn. Tại đây chúng ta tìm được một nhà nghiên cứu. Cái tiền đồn mà chúng ta tìm được là nơi làm việc của cô, cho đến khi nó bị tấn công bởi con Kraken. Nhận thấy rằng tôi là một thợ đánh cá, cô ấy nhờ chúng ta đi thu thập một vài vật mẫu. Tuy có hơi khó chịu, nhưng vì đây là nguồn thông tin duy nhất, tôi vẫn phải cắn răng mà đi tìm kiếm những loài hải sản được yêu cầu. À còn về con chó thì tôi cũng gửi cho cô gái này luôn. Đây có lẽ là điều hợp lý nhất. Sau đấy là những lúc lần mò trong bóng tối để có thể tìm những thứ được giao. Nó cũng không quá căng thẳng vì đơn giản là con Kraken sẽ không tấn công nếu bạn ở yên trên những vùng nước nông như thế này. Chẳng mấy chốc, chúng ta đã tìm được đầy đủ mọi thứ và giao cho cô gái. Cô ấy sau đó lại nhờ tôi đi tìm thêm một số loài nữa. Tuy nhiên lần này lại là ở vùng nước sâu, tức là chỗ con Kraken đang trú ẩn. Cô đánh giá hơi cao khả năng của tôi rồi đấy. Nhưng ít nhất là cô ấy sẽ cung cấp cho chúng ta đủ đồ dùng, cộng thêm một thiết bị có thể tạm thời đuổi con quái vật kia ra khỏi nơi ở của nó. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là mang thiết bị đến và kết nối với máy phát điện ở tiền đồn. Việc mà cũng chẳng có gì là khó. Sau đó là mở máy. Ngay lập tức là một ánh sáng và một âm thanh rất mạnh phát ra, dọa con Kraken đi mất. Vậy là tha hồ mà đi đánh bắt thôi. Nhưng chúng ta vẫn cần phải khẩn trương, vì đơn giản là thiết bị sẽ chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn. Tiện thể thì tôi cũng đi nạo vét tại địa điểm của ánh sáng đỏ để có thể nạo vét đồ cho tên nhà sưu tầm. Lần này là một chiếc nhẫn. Vậy là tất cả mọi thứ cần làm tại đây đều đã được hoàn thành. Nhà sưu tầm sau đó vẫn nói những câu động viên, thúc đẩy chúng ta tiếp tục tìm kiếm cho bằng được những món đồ còn lại. Ngoài ra thì hắn ta cũng trao cho chúng ta một phép thuật giúp xua đuổi những thứ đáng sợ vào ban đêm, nghe khá là hữu dụng. Nơi tiếp theo mà gã gợi ý có tên là Twisted Strand, một khu rừng ngập mặn với một làn sương vàng kỳ lạ. Và thông qua cuộc trò chuyện ngắn với cô gái bán hàng, thì cô bảo rằng nơi này có một cảm giác kỳ lạ nào đó, rằng khi bước vào bên trong, chúng ta sẽ cảm thấy như thể những cái cây đang di chuyển. Hoặc là ở đây có ma, hoặc là tôi đang ở Việt Nam vào năm 1968. Chắc chắn là màn sương này đang che giấu một thứ gì đó. Nhưng chúng ta không nên nghĩ quá nhiều, đằng nào chả phải đi vào, nghĩ nhiều chỉ tổ càng làm rén thêm mà thôi. Ngay từ lúc tiến vào khu rừng, chúng ta đã phải chạm trán với một thứ gì đó, thứ mà với kiến thức sinh học của mình, tôi cũng đành bất lực để mô tả. Cơ thể khá nhỏ của nó chỉ hiện lên mặt nước để nhìn ngắm xung quanh một chút, trước khi lại chui xuống và biến mất hoàn toàn. Cũng an tâm là nó chẳng có dấu hiệu gì là đã trông thấy tôi cả. Nhưng nhiều đó là đã đủ để tôi biết ở đây có cái gì đó, và đó là một màn chim cút hết sức tốc độ đến từ tôi. Không phải là bởi vì tôi sợ đâu, tôi nói thật đấy. Trên đường trở về nơi an toàn, tôi cũng nhận ra là có xác một chiếc máy bay. Cái thứ ở trong kia hạ được cả máy bay cơ à. Sáng hôm sau, tôi đã lấy hết can đảm để tiến vào sâu trong khu rừng. Tất nhiên là cái con sinh vật kia lần này đã sẵn sàng để chào đón tôi hết mình. Nhưng mà nó lại chẳng làm gì nhiều ngoài việc gây ra sự chấm hỏi dành cho chúng ta. Vậy nên sau khi tập trung thì tôi vẫn mò được đến nơi cần thiết. Ở đó là một người phi công cụt tay mặc một bộ quân phục. Đằng sau ông ta cũng là xác của một chiếc máy bay, cũng khá với giống cái ngày hôm qua tôi nhìn thấy. Ông ta sau đó biết về cái thứ đã mai phục chúng ta trên đường đến đây. Chúng có tên là My Suckers. Đúng vậy, Suckers, tức là không chỉ có một con. Chúng đầu độc tâm trí của nạn nhân và giết chết họ. Ê, và ông ta nhờ chúng ta phụ giúp quét sạch bọn chúng. Tại sao lại không nhỉ? Tôi đã không còn bất ngờ với việc cứ phải làm cu li ở trong cái con game này nữa rồi. Trước hết chúng ta sẽ cần phải tìm những mảnh súng cối cho ông phi công, thứ mà cũng chẳng phải là quá khó. Sau đấy là đi lần mò trong đêm để tìm được một vài loài hải sản, và thế là chúng ta sẽ làm được mồi để dụ bọn quái. Dường như cảm thấy mùi nguy hiểm của nhân vật chính nên là rễ cây cũng di chuyển nhằm cố khiến tôi lạc đường. Đúng là mấy cái trò trẻ con. Việc còn lại là đi tìm những cái bẫy được ông đặt rải rác bên trong khu rừng, dùng đống mồi, sau đấy là lui ra xa. Ông phi công bắn rất chuẩn, vậy nên không còn gì phải quá lo ngại nữa. Cứ làm tương tự với những cái bẫy còn lại. Nếu chạm trán với những con quái thì chỉ cần đứng yên là sẽ an toàn, vì đơn giản là chúng chỉ có thể nhận biết dựa trên các chuyển động xung quanh. Nhờ vậy mà khu rừng cũng không còn quá đáng sợ nữa. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã đều bị quét sạch.
Và từ xác của một con quái chính là món cổ vật mà chúng ta đang cần tìm, một chiếc dây chuyền. Chúng ta sau đấy cũng đề nghị đưa lão phi công ra khỏi khu rừng. Tuy nhiên thì ông ta lại không muốn bỏ lại đồng đội đã bỏ mạng của mình. Vậy nên ông ta sẽ ở lại và coi nơi này như là nhà. Nếu cần thì chúng ta có thể hỏi ông ấy làm mồi câu cá cho mình. Hiệu quả đến không ngờ. Bây giờ thì tôi trở về, ship hàng và chuẩn bị thêm cho một chuyến đi nữa. Chuyến đi cuối cùng là tới Devil Spine. Cái tên mà chỉ cần nghe thấy thôi là cũng đã thấy lạnh sống lưng rồi. Trên đường đi, chúng ta bắt gặp một hòn đảo lạ. Có vẻ như là có người sinh sống ở trên đó. Thì ra đó chính là ông lão thị trưởng cũ của thị trấn, người mà đã mất tích từ rất lâu. Ông ấy bắt đầu bằng những câu nói kỳ lạ, như là cậu đã quăng nó trở lại chỗ cũ chưa. Tất nhiên là tôi chẳng biết ông ta nói về thứ gì. Cuốn sách á? Cuốn sách nào? Ông ta hành động như kiểu là ông ta nhận ra tôi và biết tôi là ai vậy. Nhưng tôi thì chắc chắn là mình chưa gặp lão thị trưởng này một lần nào trong đời. Ông ấy tiếp tục kể về một đôi vợ chồng. Họ nạo vét được một cuốn sách, nhưng có một thứ gì đó bên trong những mảng xương đã bám theo. Nó đã phá nát con thuyền. Thứ đó nói rằng nó sẽ đến để lấy hơi thở của chúng ta, rằng chúng ta sẽ sớm không còn cần thở nữa. Và sau đó thì chỉ còn bóng tối phủ xuống. Một khoảng thời gian sau, người chồng được sóng đưa vào bờ. Tay anh ta thì vẫn nắm chặt một cuốn sách. "Trả nó lại đi!" người dân thị trấn la hét, hy vọng rằng làm vậy sẽ sửa được mọi thứ. Cuốn sách ấy màu bạc và đỏ thẫm, nó nhuốm máu của người vợ. Nói đến đây, ông lão cố gắng nhắm mắt lại thật chặt để kiềm những giọt nước mắt. Giọng nói của ông giờ đây chỉ còn là những lời thì thầm. "Làm ơn," ông ấy nói, "người gác hải đăng đã thấy. Cô ấy sẽ biết nó đến từ đâu, nơi mà nó cần được trả lại." Ông ấy cũng cho biết thêm rằng màn sương mù ban đêm đang che giấu sự hiện diện của một thứ gì đó. Thứ mà chắc chắn là chúng ta cũng có thể cảm nhận được từ đầu game đến giờ. Tôi cố gắng gặng hỏi thêm về sự liên quan của bà lão gác hải đăng trong câu chuyện này. Nhưng tất cả những gì nhận lại được chính là hãy cầu xin bà ấy trước khi những gì còn lại chỉ là sự đau khổ từ ông. Vùng đất chúng ta cần đến cũng ở gần đó. Devil Spine bị che phủ bởi một làn sương đỏ. Bên dưới mặt nước là những mạch núi lửa vẫn đang hoạt động mạnh. Xung quanh rải rác những tàn tích từ một nền văn minh cổ xưa. Nơi đây không còn con người kể từ khi núi lửa phun trào từ rất nhiều năm về trước. Và xen lẫn những thứ đó là tiếng gào rú, kinh hãi. Nơi mà chúng ta cần đến trước tiên là một ngôi đền nằm ở giữa khu vực này. Tại đây chúng ta lại bắt gặp một ông lão khác, trông có vẻ là còn điên hơn ông lão thị trưởng vừa nãy. Đây là một tên cuồng tín. Hắn luyên thuyên một lời cầu nguyện nào đó và đảm bảo sự xuất hiện của chúng ta là một sự giúp đỡ đến từ vực thẳm. Hắn còn nói về nghi lễ thanh tẩy, thứ mà đã gần như là hoàn tất, và tôi sẽ là người thay thế hắn. Tuyệt vời. Có gì tuyệt hơn khi chúng ta đang ở trong một vùng nguy hiểm và chẳng có gì ngoài tên cuồng tín đang muốn thực hiện một nghi lễ ám muội gì đấy. Thôi thì cứ nghe theo lời hắn nói. Tiếp đó vẫn sẽ là những câu hỏi cực kỳ khó hiểu, thứ mà tôi sẽ hoàn toàn lờ đi. Sau cùng, hắn nhờ chúng ta đi vào trong khu di tích trông không an toàn tí nào kia để mang về ba ngọn lửa sâu thẳm. Khôn như thế này dưới quê tôi xích nhiều lắm. Nhưng mà cái đó trông có vẻ là cách duy nhất để có thể có được manh mối rồi. Vậy nên tôi vẫn sẽ phải cắn răng mà làm. Bạn có nghe thấy không? Tiếng của con sinh vật kia vẫn đang gào rú, thậm chí là cả đêm. Nhưng không sao, cứ tiến vào đã. Và phải thật sự cẩn trọng những con cá phát sáng kia, vì chúng có khả năng làm chậm thuyền. Mỗi đền thờ được đánh dấu sẽ yêu cầu những vật tế khác nhau. Một vài con cua, một vài con cá và một vài sinh vật đột biến mà chúng ta bắt được. À mà tôi cũng đã chạm trán với cái con sinh vật kia luôn rồi. Nó cũng chẳng đáng sợ lắm đâu. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng phong phú của chúng ta mà thôi. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi thứ cần đánh bắt đều đã được tìm thấy. Cẩn thận luồn lách và né tránh những con cá phát sáng kia để có thể thu lấy những ngọn lửa. Cuối cùng, chúng ta đã có được đầy đủ. Quay trở lại ngôi đền của tên điên, hắn lúc này lấy ra một cái đồng hồ bọc túi. Đấy cũng là món cổ vật cuối cùng mà chúng ta cần tìm. Hắn sẽ trao nó cho chúng ta khi nghi lễ được hoàn tất. Thế còn chờ gì nữa ông ơi, nhanh cái tay lên. Tôi nhanh chóng thắp cháy những bức tượng đá xung quanh ngôi đền bằng những ngọn lửa mà mình tìm được. Tên cuồng tín sau đó dẫn chúng ta lên một nơi có một bệ thờ được làm bằng đá đen. Bên trên là một chồng gỗ, trông có vẻ đen và ướt. Hắn trèo lên trên chồng gỗ và lấy chiếc đồng hồ kia ra khỏi túi. Rồi hắn cầu chúc cho hành trình và sự kết thúc của chúng ta. Sau đó cầm cuộn giấy và bắt đầu tụng những lời kỳ lạ. Biển bắt đầu xoáy mạnh xung quanh ngôi đền. Gió bắt đầu mạnh hơn và một ngọn lửa xanh nổi lên từ những miếng gỗ ướt dưới chân hắn. Chỉ trong một vài giây, hắn đã tan biến. Ngọn lửa cũng biến mất không lâu sau đó. Không còn một dấu vết gì đến từ hắn nữa.
trừ chiếc đồng hồ, thứ mà vẫn nguội lạnh một cách khó hiểu. Vậy là chúng ta đã thu thập đủ 5 cổ vật. Tất cả những gì chúng ta cần làm là biến về và trao chiếc đồng hồ cho nhà sưu tầm. Tuy vậy thì vẫn có một cái gì đó không đúng. Lời của ông lão thị trưởng, những lời nói về người gác hải đăng. Tôi quyết định giấu đi cái đồng hồ vì một lý do gì đó. Lúc này, thứ rất rõ đang ở trong tầm mắt chính là cuốn sách, một màu đỏ và bạc. Chúng ta sẽ phải đi hỏi bà lão gác hải đăng trước khi hành động. Nhưng khi tôi hỏi về cuốn sách thì bà ta lại tỏ ra khó hiểu. Bà bảo tại sao tôi lại hỏi về nó, và tôi biết rằng nó cần được phải trả lại mà. Bà lão cuối cùng nhìn chúng ta với một ánh mắt đầy vẻ thương hại và nói rằng tôi cần phải quên đi mà bước tiếp. Cho tôi và cho cả cô ấy, hãy giành lấy sự kiểm soát, vứt bỏ thứ đó một lần và mãi mãi. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tôi thì đành quay lại về chỗ của nhà sưu tầm vậy. Lần này không còn gì để che giấu nữa. Tôi đưa chiếc đồng hồ ra. Kim đồng hồ cứ tưởng như đã ngừng hoạt động, giờ đây lại đang cố gắng để di chuyển về phía trước. Cố gắng nhưng lại không thể. Hắn nói, thế là bộ sưu tầm của chúng ta đã hoàn tất. Ta phải công nhận rằng mình khá là bất ngờ. Ta không nghĩ rằng ngươi có đủ quyết tâm cho công việc này. Giờ đây chỉ còn một việc phải làm với 5 món cổ vật, thứ mà ta nghĩ là tới bây giờ ngươi cũng đã phải biết. Có vẻ hắn biết rất nhiều điều. Vậy thì liệu hắn có biết gì về cuốn sách không? Hắn trả lời, cuốn sách nào? Cuốn sách này à? Rồi với lấy tay một cuốn sách trên kệ sách gần nhất. Chẳng có quá nhiều thứ để nói về cuốn lịch sử của hòn đảo xám đâu. Tôi bảo hắn hãy ngừng giả ngu đi. Giả ngu? Sự đạo đức giả của ngươi có vẻ hơi mệt mỏi rồi đấy. Ta đoán là mình cần phải làm lại điều này một lần nữa. Cuốn sách của vực thẳm xuất hiện trên tay hắn, bao bọc trong một cái bìa đỏ thẫm. Nào, hỏi ta về cuốn sách đi, hắn nói. Ông lấy nó từ đâu ra? Ngươi không nhớ sao? Ngươi đã ở đó kìa mà. Cô ấy cũng thế. Ai cơ? Ngươi đã muốn quên đi, cầu xin ta để được quên. Đây là thứ mà ngươi muốn. Tôi bảo hãy đưa quyển sách đây. Ngươi sẽ không thay đổi được điều gì đâu. Cuốn sách này là của chúng ta. Tôi bước tới gần hơn. Nhà sưu tầm cũng tiến về phía trước như một sự hồi đáp. Để rồi tôi đấm thật mạnh vào mặt của hắn, làm cho hắn vỡ tan ra. Thật thảm hại, hắn nói. Cuốn sách giờ đây đã ở trong tay tôi. Nó vẫn luôn ở trong tay tôi từ trước đến giờ. Hãy hiểu điều này trước khi ngươi gieo chúng ta xuống hố sâu của tuyệt vọng. Ta biết cách để mang cô ấy trở lại. Tất cả đều ở trên những trang giấy kia. Ngươi đã thấy sức mạnh của nó rồi đấy. Chúng ta có sức mạnh để giải thoát cô ấy khỏi giấc ngủ sâu, đi tìm cổ vật cuối cùng của cô ấy. Và chúng ta sẽ có thể làm lại mọi thứ, xóa bỏ những điều mà ngươi đã từng làm. Tôi chần chừ một lúc, sau đó là lại đi vào để nói chuyện với hắn. Chúng ta cần thực hiện một chuyến đi cuối, và lần này ta sẽ đi với ngươi. Những cổ vật cũng sẽ đi theo cùng. Chúng ta cần phải chờ cho đến lúc màn sương dày đặc nhất. Với một chút may mắn, biển cả sẽ không đoán được ý định của chúng ta. Bây giờ, điểm đến của chúng ta sẽ là khoảng không rộng nằm về phía đông của Great Tamaro. Nó đã được đánh dấu trên bản đồ. Chúng ta không được chần chừ ở trên biển, phải nhanh chân lên, nhất là với những món đồ như thế này. Hình bóng của hắn biến mất khỏi chiếc gương. Một cảm giác lạnh lẽo nổi lên từ trong cơ thể. Nhà sưu tầm đã ở với chúng ta rồi. Tôi nhanh chóng lái thuyền để tới được điểm của ánh sáng đỏ. Có vẻ như là chẳng có gì có thể cản đường chúng ta cả. Chính là nơi này, nơi mà cô ấy đã bị tước đoạt khỏi chúng ta, và cũng là nơi mà chúng ta cuối cùng cũng có thể đưa cô ấy trở lại. Chúng ta mở cuốn sách ra, những trang giấy lạnh lẽo như băng, và đâu đó là một màn sương lạnh nổi lên xung quanh những ngón tay của chúng ta. Và chúng ta bắt đầu đọc: để giải thoát cho người đã mất, mắc kẹt trong thời gian, chúng ta ném chiếc đồng hồ xuống dòng nước và bị giữ chặt bởi những xiềng xích dưới vực thẳm. Chúng ta ném chiếc dây chuyền xuống, trói buộc họ với thế giới này một lần nữa. Giờ thì đến chiếc nhẫn, mở cánh cửa đến với những thiên đường đầy sao. Chúng ta cắm chìa khóa vào trong hộp nhạc và đưa thế giới mệt mỏi đến với bình yên. Chúng ta ném hộp nhạc cùng chiếc chìa khóa chưa được vặn xuống dòng nước.
tất cả chỉ là dối trá. Khi tìm thấy cuốn sách này, tôi và vợ của tôi đã giải phóng một thứ gì đó rất khủng khiếp. Nó giết vợ tôi, triệu hồi quái vật lên trên vùng biển này, rồi xóa trí nhớ của tôi, điều khiển tâm trí tôi. Nhà sưu tầm không có thật, đó chỉ là tiếng gọi của nó, những lời ngon ngọt hứa rằng tôi sẽ đưa vợ tôi quay trở lại. Nó điều khiển tôi để hoàn thành nghi lễ, và giờ đây nó đã tự do. Thế giới này tan rồi, hoặc ít nhất đấy là chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mềm lòng và nghe theo lời dụ dỗ của nó. Tôi quyết định cầm cuốn sách đến với bà lão gác hải đăng. Bà ấy nói, cậu có nó trong suốt khoảng thời gian này mà. Không quan trọng nữa, hãy tận dụng khoảng thời gian của sự sáng suốt này. Giờ là lúc để hành động. Cậu còn nhớ nơi mà nó xảy ra chứ? Trong cái bóng tối mù mịt đằng sau vịnh. Khi cậu sẵn sàng, ta sẽ chỉ đường đi. Chúng ta sẽ phải chờ đến lúc màn đêm dày đặc nhất, cho đến khi đại dương giống hệt nhiều năm về trước. Bà ấy sau đó đã chỉ một luồng sáng từ ngọn hải đăng tới địa điểm cần đến. Đi theo ánh sáng của ta, hãy làm những điều đúng đắn. Cho cô ấy, hãy trả nó lại. Là nơi đó, nơi chúng ta tìm được quyển sách nhiều năm về trước. Chẳng có gì xuất hiện để cản đường chúng ta cả. Cuốn sách đột ngột giãy giụa, có vẻ là cố gắng để thoát khỏi những ngón tay đang nắm thật chặt. Chúng ta nhấc nó lên cao, một tiếng rên rỉ phát ra từ cuốn sách. Đâu đó từ trong sâu thẳm dưới kia cũng là một tiếng vọng lại. Chúng ta cuối cùng cũng quăng nó xuống làn nước phủ bọt.